Vâng thưa các bạn, đây là cái kho hàng mình vừa về là 100 chiếc Dell mình đấu giá thành công tại Nhật các bạn ạ. Mẫu máy mình giới thiệu ngày hôm nay có phân khúc giá cực kỳ bình dân các bạn nhé. Đó là mẫu Dell Latitude 3190 2-1 các bạn ạ. 2-1 luôn. Ngày hôm trước thì mình đã về 100 cái ASUS thì các bạn đều biết rồi, chạy hệ điều hành Chromebook. Đấy, các bạn có thể sử dụng vào Google Play để tải các ứng dụng. Vậy thì chiếc Dell này ngày hôm nay mình về thì nó hoàn chỉnh, đó là chạy hệ điều hành Windows 10 bản quyền luôn các bạn ạ. Xoay gập 360 và kèm theo đó là bút cảm ứng luôn. Bút luôn thì xịn luôn các bạn ạ. Pin dùng 10 tiếng. Đấy. Và đây là máy mới nguyên siêu 100%. Giờ này nó thực sự lại có duyên với thủ đô Tokyo hay đấu giá ở bên đấy. Chiếc máy Dell này hiện nay có giá niêm yết ở các trang mạng tại nước ngoài, nó có giá khoảng 450 đô. Tương đương với chiếc ASUS nhưng mình mua về, mình bán lẻ cho mọi người, đấu giá tốt mà các bạn. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp, sau đó mình test khả năng chống nước luôn các bạn nhá. Nó có khả năng chống nước luôn. Camera siêu nét luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Đây các bạn này, cái hộp của nó này. Toàn bộ máy về đều là nguyên siêu cái này các bạn ạ. Máy có tên mã là Dell Latitude 3190 2-1 luôn. Đây các bạn thấy này. Nó được sản xuất tại Made in China và thương hiệu của Mỹ các bạn nhé. Và tất cả những cái máy mình nhập về thì đều có tên của mình. Đó. Thưa các bạn, có một tính năng rất hay là mình đã xem từ ông nước ngoài là chiếc máy này nó sẽ chống chịu ở một mức nước nhất định. Là các bạn không ai đang làm việc, ví dụ cốc nước như này, các bạn đổ máy như này chẳng hạn. Đó. Đây. Các bạn chú ý nó chỉ là một ít nước thôi nhé, chứ không thể thả được nhé. Mình sẽ thử một lần nữa. Đây. Bây giờ chúng ta lau đi nhé. Các bạn nhìn nhỉ. Thực ra những chiếc laptop thông thường thì mình không dám thử như này, bởi vì đồ điện tử nó rất sợ nước. Nhưng chiếc máy này nó có tính năng này. Và bây giờ mình sẽ thử luôn cho mọi người. Trước đó thì mình đã thử rất nhiều dòng sản phẩm quân sự đúng không? Đây các bạn nhìn này. Q này. W này. Đây. Tím không hề bị liệt gì cả. Các bạn hoàn toàn bấm bình thường. Khuyến cáo các bạn không nên thử nhé. Đây là tính năng mà nó có thôi, nhưng mà mình khuyến cáo các bạn là không nên thử. Đó. Mình thực sự là rất may mắn đúng thời điểm các bạn ạ. Bởi vì bà con ta đang rất cần chiếc máy để học tập và làm việc online. Cần một chiếc máy bền, rẻ. Bên trong nó có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật các bạn ạ. Có chống ẩm bên trong nữa. Những sản phẩm mà xuất từ thị trường Nhật thì yêu cầu đầu tiên là phải bền. Các bạn nhìn là cái chân đặc trưng kim của dòng Dell này. Công suất của Dell là 65W của chiếc máy này. Và kể cả cái dây nguồn nhập từ Nhật về thì họ cũng làm rất là cẩn thận luôn. Mình sẽ bóc chiếc này. Đây, cái dây nguồn không nó cũng đã xịn sò như này các bạn ạ. Đây. Chiếc máy này bật mí các bạn là tiêu chuẩn đồ bền quân đội STD80G. Đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ quay gần mà review nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc máy này đạt được tiêu chuẩn quân sự STD80G với trọng lượng tổng thể là 1,47kg. Đây các bạn thấy này, nó làm hoàn toàn bằng nhựa nhưng rất chắc chắn. Và trục bản lề của này thì anh em yên tâm là cực kỳ ok luôn. Có thể chịu đến 28.000 lần gập mở. Và các bạn chú ý là những cái gioăng ở phần này nó làm hoàn toàn bằng cao su lon, chống va đập. Đây. Bản lề nó mở cũng chắc lắm các bạn ạ. Đó các bạn có thể thấy. Bên tay phải của mình đây là cổng sạc này các bạn này. Cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra bên ngoài với độ phân giải 4K hoặc 5K. Hai cổng USB truyền thống. Ở bên này là phím bật nguồn, volume to nhỏ là lỗ khóa của máy này. Và đây là cổng phone cùng mic để các bạn kết nối âm thanh ra bên ngoài với chuẩn giao tiếp là 3.5 các bạn nhé. Đằng trước thì các bạn thấy là nó cũng khá là dày. Nhưng cầm vào nó chắc lắm các bạn ạ, 1,4kg.
bên dưới này các bạn này. Latitude, đây các bạn nhìn này, 3190 2:1 này. Máy sử dụng Windows 10 bản quyền luôn, xịn sò luôn. Hai hốc loa. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong chiếc máy nó như nào nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, trước khi mở máy thì mình giới thiệu các bạn đó là cái bút được kèm theo. Cái này sẽ hỗ trợ các bạn vẽ cực kỳ tuyệt vời chiếc máy này. Chúng ta có thể dạy trẻ con chúng ta học vẽ trực tiếp trên chiếc máy tính này qua cái bút này các bạn ạ. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là các ứng dụng bấm ở trên này cũng có sẵn này. Và thậm chí là hãng đã tặng kèm theo một cái slot này. Cái khay này để mình hàn và nâng cấp ổ cứng bên trong máy. Cái này chỉ có thợ mới làm được thôi. Các bạn sẽ không tự làm được các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đã mở được chiếc máy này ra rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy là bo mạch bên trong của nó thì cực kỳ chắc chắn đúng không? Pin có dung lượng lên đến 42Wh, duy trì chúng ta dùng khoảng 10 tiếng. Chế độ dùng văn phòng 10 tiếng các bạn ạ. Các bạn tha hồ trình chiếu, các bạn tha hồ học online và tha hồ họp trực tuyến luôn. Hai cái loa máy cũng làm rất to để cho công suất loa lớn hơn. Các bạn thấy là một chi tiết là bên trong máy nó không có quạt tản nhiệt luôn mà chỉ có phần tản đồng. Bởi thực tế con chip này nó không quá nóng và không cần tản nhiệt. Và chiếc máy này thì mình đã hàn sẵn slot ở đây để nâng cấp ổ cứng. Còn bên trong máy thì đã on sẵn một cái ổ cứng với chuẩn ở đây. On sẵn một cái ổ cứng các bạn ạ, 64GB đủ các bạn dùng ở chế độ văn phòng thông thường. Còn các bạn muốn nâng cấp cao hơn thì chúng ta sẽ hàn cái này vào. Thì bên mình sẽ làm luôn cho các bạn. Các bạn có thể nâng cấp ổ cứng như bình thường, chạy chuẩn ổ cứng M2. Mọi thứ đều được hàn hết trên bên các bạn ạ. Và không thể nâng cấp kể cả RAM các bạn nhé. Và RAM của máy thì nó chỉ có 4GB RAM thôi, vừa đủ cho các bạn dùng học tập và làm việc online. Chiếc máy được trang bị con chip Celeron L4120 và cũng on trực tiếp trên bo mạch chủ này luôn. Ngoài phiên bản 64GB thì cửa hàng mình có phiên bản 32GB, nó sẽ rẻ hơn 1 triệu. Bây giờ thì mình sẽ nắp chiếc máy này vào để test, mời quý vị các bạn đón xem nhé. À, các bạn nhìn đây là nó có pin set mode này. Cái này là user các bạn ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy ngôn ngữ thiết kế của chiếc máy nó hơi bo tròn, đó, hơi hướng những người dùng văn phòng. Và các dòng sản phẩm sách tay tại Nhật về thì các bạn thấy nó sẽ có song ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Nhật, nhưng chuẩn sử dụng hoàn toàn như những chiếc máy thông thường. Và chất lượng phím của dòng này nó làm nổi cao này, các bạn bấm cũng sẽ rất là sướng. À, bấm rất là sướng luôn. Chuột này, độ lầy của chuột cũng rất ok. Và bên trên này nó là một cái lớp sơn nhám nhựa, chống bám vân tay rất là tốt luôn. Các bạn chú ý một chi tiết ở đây, nó là camera. Đây. Camera có độ phân giải rất LED 5 megapixel. Còn camera này là 720p. Mình sẽ thử cam luôn cho mọi người nhé. Đây, mình sẽ thử luôn. Đây, các bạn thấy là camera đây. Đó, LED không ạ? Và chúng ta sẽ thử gập nhé. Chúng ta sẽ thử gập. Đây. Nó sẽ cảm biến xoay như này cho mọi người. Các bạn xoay chiều nào thì cái màn hình chúng ta nó sẽ tự xoay chiều đó. Cảm LED không? Anh em mình. Phần này cao đằng sau nhé. Đây. Đúng là có 5 megapixel, nó khác hẳn luôn các bạn ạ. Đây. Nó tự động auto lên LED nhé. Đấy, các bạn nhìn đúng không ạ? Đây. Các bạn có thể quay phim chụp ảnh chiếc máy này. Đây, camera nó ở đây này các bạn này. Đấy, bây giờ nó ngược lên trời, lên trần này các bạn này. Và chúng ta chỉ cần một thao tác ở đây, nó sẽ trở lại về đằng trước. Thưa các bạn, đây là màn hình 11,6 inch các bạn ạ. Trông này thôi nhưng có một lớp kính Gorilla Glass 3 bên ngoài để bảo vệ chiếc máy chúng ta. Và camera cũng được làm chìm bên trong, có mic sẵn để thu tiếng chúng ta. Có thể quay phim, chụp ảnh, đó. Làm việc trực tuyến, họp trực tuyến, học online, cực kỳ tiện dụng, đặc biệt là lúc dịch bệnh như này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 4.2, sẽ giúp các bạn kết nối không dây cực kỳ ngon. Còn camera của máy này các bạn này, 2 cam luôn. Vừa nãy mình đã giới thiệu mọi người rồi. Ổ cứng trong máy sử dụng SanDisk và con ổ cứng này nó hàn trực tiếp trên bo main mà chúng ta không có thể thay đổi. Vega sử dụng trên máy là UHD Grandfix 600. Cái này hỗ trợ kể cả thuật toán video 4K, các bạn vẫn có thể chạy trên chiếc máy này ngon lành luôn. Wi-Fi được sử dụng trên máy là AC8265. Đây là Wi-Fi 5, khá là mạnh các bạn ạ. Đây, còn chip của máy này Xeon L4120 1.10.
Chiếc máy này chạy hệ điều hành Windows hoàn toàn đầy đủ các bạn nhé. Đây, test loa nó cho mọi người này. Loa to đùng bên trong chắc là nghe phải to lắm, là rất là hay đấy. Các bạn có thể nghe thấy đây là, các bạn có thể nhìn hình ảnh 4K mà mình chạy trên chiếc máy này mà không hề giật lag gì. Các bạn nhìn này, trong veo. Màn hình có độ phân giải là HD 1366 x 768 IPS. Bây giờ mình bật âm thanh lên nhá. Đó, âm thanh khá to. Các bạn có thể dùng xem phim, giải trí, nghe nhạc. Chiếc máy này quá ổn. Độ sáng của màn hình trong này thôi nhưng vẫn đạt 250 lít các bạn ạ. Úi chà, tỷ lệ bao phủ màu của màn hình cũng rất xịn sò các bạn ơi, 75% sRGB và 48% Maroc RGB. Và các bạn nhìn thấy là cái màn hình được sản xuất những năm 2015 các bạn ạ. Trong khi đó chiếc máy chúng ta là được bán ra và sản xuất năm 2020. Với chất lượng màn hình này các bạn có thể vẽ thiết kế đồ họa ở mức 2D. Và tốc độ đọc của ổ cứng thì các bạn thấy là nó cũng chỉ nhỉnh hơn ổ cơ một chút. Và ổ cứng này là ổ cứng dán chết. Nó vẫn giúp các bạn khởi động ứng dụng nhanh hơn. Các bạn khởi động Win nó chỉ mất mấy giây thôi. Đây là phần này là bắt đầu mình test cảm ứng cho mọi người nhé. Các bạn thấy là khi chúng ta xoay gập lại thì nó biến chuyển thành một chiếc tablet. Các bạn vào web thì nó sẽ hiện bàn phím ảo như này. Và với công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm thì nó cực kỳ tiện dụng cho mọi người. Đây các bạn thấy nó rất nhạy này. Máy được trang bị Wi-Fi 5 nên bảo mạng rất là nhanh. Và với hiển thị màn hình IPS thì các bạn nhìn thấy trên này nó cũng rất là sáng. Đây, cái bút các bạn nhé. Đây, nó sẽ cực kỳ tiện luôn. Cái bút này nó sẽ phù hợp cho các bạn dùng để vẽ trực tiếp các bản vẽ kỹ thuật, cũng như các bạn có thể vẽ tranh trực tiếp trên chiếc máy này. Không ngờ là một chiếc máy dưới 10 triệu mà Dell lại làm được như này. Nó không phải là một chiếc máy tính bảng các bạn ạ, nó vẫn sử dụng hệ điều hành Windows đầy đủ. Nên các chế độ về người dùng văn phòng các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên chiếc máy này. Còn đây bây giờ là mình sẽ dùng tay. Chiếc máy trọng lượng chỉ có hơn 1kg. Buổi tối các bạn hoàn toàn có thể mang lên giường để có thể làm việc. Đây các bạn nhìn thấy này. Nhạy không? Đó. Cực tiện đúng không? Bây giờ là cái phần mình thử vẽ thì trên này nhá. Mình dùng một cái bàn pen đi. Thì có một tính năng mình thấy là rất là hay là mình sẽ chống nước vào chiếc máy này. Đây các bạn nhìn này. Đây, vẽ nó rất là tiện. Đó. À. Ok. Đây là cái bút của máy nhá, kèm theo luôn. Đây các bạn thấy nó sẽ xoay theo bất kỳ cái chiều gì mà các bạn dùng. Và đây, nó sẽ biến thành một chiếc laptop hoàn chỉnh. Vâng thưa các bạn, bên trong chiếc máy chúng ta nó không quạt tản nhiệt các bạn. Bởi vì con chip này hiệu năng của nó thấp và chủ yếu chỉ sử dụng các tác vụ về đồ họa 2D thôi. 3D chiếc máy sẽ không đủ cấu hình để các bạn dùng. Các bạn có thể dùng máy để xem phim, lướt web, vào mạng và có thể sử dụng phần mềm như Photoshop để có thể vẽ vời những chiếc máy này ok ngon anh. Còn các phần mềm về kỹ thuật, về đồ họa thì chiếc máy hoàn toàn không đáp ứng được bởi vì đây không phải là máy dùng đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp các bạn nhé. Các bạn thấy là tản nhiệt của máy nó cũng khá ổn, mặc dù không có quạt nhưng nhiệt độ của nó chỉ khoảng hơn 60 độ C. Và tác vụ 2D thì hoàn toàn mượt, 3D thì thực sự là rất dở. Bởi cái máy này không phải dùng cấu hình để dùng đồ họa 3D mọi người nhé. Vâng thưa các bạn, con Cebu Pen này khá là khỏe các bạn ạ. Intel Celeron 4120, đây các bạn thấy 4x4 luồng, xung nhịp 1.1. Nói chung đủ khỏe để xử lý các tác vụ vào mạng, xem phim, lướt web kèm với 4K là chiếc máy này hoàn toàn có thể chạy ok ngon anh. Đồ họa 3D thì không ổn mọi người nhá, không phù hợp đâu ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử giải trí một chút chơi game. Các bạn ơi, đây là một tựa game nhẹ mà Left 4 Dead mà mình hay test cho mọi người. Chiếc máy chúng ta chỉ chơi được những tựa game 2D thôi các bạn nhá, 3D thì nó chơi sẽ hơi đuối một chút. Và chủ yếu chiếc máy này chơi web game thì chuẩn hơn. Giải trí nhẹ nhàng. Còn những tựa game nặng hơn thì không chơi được bởi vì cấu hình chúng ta không phải là dùng máy để chơi game.
nhiệt độ của nó sẽ đảm bảo mức khoảng trên 7 độ C. Các bạn yên tâm là nó không nghi ngại gì chất lượng của máy đâu, thoải mái nhá. À, những lúc rảnh anh em chúng ta hoàn toàn có thể cài những tựa game đơn giản như này để chơi, giải trí. Mình sẽ mở loa to hết lên, và to lắm. Đấy. Các bạn nghe thấy là chuẩn nghiệm loa rất là to. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Dell Latitude 3190 2-in-1. Đây là một chiếc máy tiện dụng các bạn có thể học tập và làm việc online, các bạn dùng văn phòng. Trong lưng máy hơn 1kg và rất bền, có khả năng chống nước luôn. Tiêu chuẩn độ bền quân đội STD810G, tích hợp 2 camera, giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và họp trực tuyến, làm việc online cực kỳ tốt ở chiếc máy này. À, với cấu hình của nó vừa đủ, chỉ dùng các công việc như vừa rồi thôi. Chống chỉ định các bạn mua về làm đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp, chiếc máy sẽ không phù hợp. Tóm lại, nó dùng trong môi trường học hành, làm việc, văn phòng, online thì cực kỳ ok. Thời lượng pin lên đến hơn 10 tiếng các bạn có thể sử dụng cho chiếc máy này, quá ổn định luôn các bạn ạ. Máy mình sẽ bán ra cho toàn bộ mọi người với phân khúc giá là 7.990.000. Bảo hành toàn bộ máy 1 năm, các bạn sẽ được sử dụng trọn đời miễn phí cho phần mềm. Đó. Đối với các bạn ở xa thì mình sẽ gửi hàng qua bưu điện, các bạn có thể qua cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn để trải nghiệm dòng sản phẩm này nhé. Và có một lưu ý nhé các bạn, là chiếc máy nó onboard từ ổ cứng và onboard RAM. Nhưng các bạn muốn nâng cấp để riêng ổ cứng thì mình sẽ có một cái khe để mình cắm để nâng cấp cho các bạn, cái này chỉ có cửa hàng mình mới làm được thôi. Trong khi đó ổ cứng 64GB nó sẽ hàn trực tiếp trên bo mền. Và RAM cũng được onboard trực tiếp trên bo mền, nên RAM 4GB thì chỉ đủ dùng văn phòng như vừa rồi thôi. Còn các bạn muốn tăng dung lượng RAM chiếc máy nó cũng sẽ không được. Thì đây cũng là nhược điểm của chiếc máy này. Và với tích hợp màn hình cảm ứng thì các bạn có thể xem phim, nghe nhạc, vẽ vời và ra những lệnh trên màn hình cảm ứng. Đặc biệt là dạy con dạy cái trên chiếc máy này cũng cực kỳ tiện dụng mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc Dell Latitude 3190 2-in-1 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm ngon bổ rẻ mình lại mang về Việt Nam và bán cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.